đấy, cho nhôm là liếu vào xe để khách đấy, cây 2 mét. Chào các quý vị, lại có khách hàng cần gấp nhôm, tôi cho khi cắt ra để cho vào gửi cho khách hàng đấy. Lái xe gửi cho khách hàng đấy, chuyển phát nhanh đấy. Các vị vừa xem xong đấy là nhôm khách cần gấp cho vào cắt cho xe xuất phát luôn vào ngay, phục vụ khách hàng rất là đào. 100 mét nữa rẽ phải vào phố Phúc La. Đây là các vị mà đặt hàng đấy mà trước. Rẽ phải vào phố Phúc La. Tại vòng xuyến, tiếp tục đi thẳng để vào phố Phúc La.